thấy lục khả nhiên hào hứng và chăm chọc mình như vậy trương dịch liền tiến lại gần cô nàng sau đó véo yêu một phát vào mũi mỉm cười nói cô nàng tinh nghịch lục khả nhiên đứng giơ tay hành lễ hôm nay nhìn lục khả nhiên sinh thật anh em nhở thế này trương dịch không tốn công dùng mỹ nam kế rồi cô nàng giơ tay chào theo đúng phong thái quân nhân nhìn xung quanh cơ thể mình thầm nhận xét sau khi mặc bộ quân phục này lên người em cảm thấy mình thật là đẹp trai trương dịch đang mở cửa thấy lục khả nhiên nói như vậy liền lên tiếng trêu chọc cô nàng quần áo luôn là thứ có thể gây ấn tượng hiểu lầm cho mọi người đặc biệt là đối với phụ nữ thấy trương dịch châm chọc mình như vậy lục khả nhiên liền khịt mũi đỏ mặt sau đó giả vờ tức giận đánh yêu trương dịch anh chị em thấy quả này mà không thành vợ của anh thì nó có phí không cơ chứ anh chị em nhỉ sau khi hai anh chị đùa dẫn với nhau xong trương dịch lôi từ trong không gian ra một khẩu súng lục đưa cho lục khả nhiên và nhắc nhở được rồi được rồi bây giờ nên xuất phát rồi tình hình ở bên ngoài hiện tại không được tốt cho lắm chúng ta hãy tranh thủ thời gian đi sớm về sớm không được chậm trễ. Lục Khả Nhiên cầm khẩu súng trong tay với vẻ mặt sáng rỡ. Thấy cô nàng như vậy, Trương Dịch liền hỏi: "Em có khả năng dùng thứ đồ chơi này phải không?" Lục Khả Nhiên sau khi sờ nắn khẩu súng thì vui vẻ đáp lại: "Không vấn đề. Anh Trương Dịch ơi, em nó chế tạo cho anh toàn tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp, với bom mìn, súng đạn các thứ. Anh lại đi nghi ngờ khả năng sử dụng súng đạn của em nó, có dở hơi không? Mỗi súng bằng da thịt em nó chưa dùng thôi, chứ súng này thì em nó sờ nắn cả ngàn lần rồi anh ạ." À. Một thời gian sau, Trương Dịch cùng Lục Khả Nhiên lên xe địa hình và di chuyển đến khu vực nhà máy sản xuất vật liệu. Cô nàng Lục Khả Nhiên trong lòng vẫn còn nhiều vướng mắc, nhất là vấn đề lúc Trương Dịch nhận lời giúp đỡ đám học sinh ở trấn Từ Gia. Ngồi bên trong xe, thấy hiện tại là thời gian để hỏi Trương Dịch, cô nàng liền lên tiếng: "Anh ơi, anh có thể nói chuyện và giải thích cho em hiểu về vấn đề ngày hôm qua được không?" Trương Dịch thấy Lục Khả Nhiên lên tiếng hỏi, vừa tập trung lái xe vừa hỏi lại: "Em có ghét các bạn cùng lớp của mình không?" Với vẻ dẫn dữ thể hiện ra ngoài mặt, Lục Khả Nhiên tức giận nói: với những gì mà bọn họ đã đối xử tồi tệ với Hân Hân, thật sự quá đáng và không chấp nhận được. Lục Khả Nhiên với vẻ mặt kiên định, cô nàng nhận xét, những điều mà họ đối xử với bọn em, thật sự không công bằng. Thành thật mà nói, bây giờ nếu họ xuất hiện, em cũng không muốn nhìn thấy mặt bọn họ, chứ đừng nói đến việc sẽ chấp nhận sống chung với bọn họ. Trương Dịch lắng nghe những điều Khả Nhiên bộc phát ra, mỉm cười thầm nghĩ, đúng như mình nghĩ, quả nhiên cô nàng này là một người rất mạnh miệng, rất may mắn khi cô nàng này không nói ra, nếu để cho Lương Duyệt biết những điều này, chắc hẳn mọi chuyện sẽ rất tồi tệ trương dịch quay sang nói kế hoạch của mình để chấn an tinh thần của lục khả nhiên đừng quá lo lắng thực sự thì anh cũng rất ghét những kẻ rác rưởi đó chắc chắn anh sẽ không bao giờ để họ làm phiền đến cuộc sống yên bình của chúng ta nhận thấy trương dịch nói như vậy cô nàng lục khả nhiên liền giãn cơ mặt ra trương dịch tiếp tục giải thích kế hoạch cứ để lũ rác rưởi đó tiếp tục sinh tồn và sinh sống ở khu vực bên kia sông tùy theo khả năng tự sinh tồn của bản thân chúng kiểu gì sớm hay muộn chúng sẽ cũng bị chết cóng mà thôi mà cũng không thể nói trước biết đâu một ngày nào đó chúng ta lại xung đột với các thế lực khác điều không may xảy ra chúng sẽ vô tình gặp tai nạn khó lường trương dịch vừa tiếp tục lái xe vừa quay sang lục khả nhiên mỉm cười và tất nhiên anh đã hứa với lương duyệt là sẽ không đụng chạm tới bọn chúng nên còn phải xem bọn chúng có may mắn hay không lục khả nhiên nhìn trương dịch và trả lời vậy thì tốt nhưng với vẻ mặt lo lắng lục khả nhiên quay sang phía trương dịch và hỏi anh ơi nhưng thực sự cô lương duyệt là một người phụ nữ rất dễ mềm lòng lỡ như một ngày nào đó bọn họ thực sự gặp nguy hiểm, và cô Lương Duyệt sẽ là người trực tiếp đưa họ về sống tại nơi trú ẩn của chúng ta thì sao?" Trương Dịch mỉm cười nói lên suy nghĩ của bản thân, "Bây giờ đang là thời đại tận thế, đời người suy cho cùng chỉ như một cọng cỏ. Mặc dù có thể anh đã hứa với Lương Duyệt như vậy, nhưng cho dù anh có thể không làm được điều đó, thì cô ấy cũng có thể hiểu được mà thôi." Trương Dịch quay sang véo yêu một phát vào mũi Khả Nhiên, khiến cô nàng chỉ biết nhăn mặt, nhưng đến lúc đó, còn tùy thuộc vào khả năng cư xử của em và Dương Hân Hân, như thế nào nữa. Trương Dịch đưa một tay sang xoa đầu của Lục Khả Nhiên, nhưng mà Vũ Đại Review thấy, hành động này mà ở trong xe ô tô, nó cứ cấn cấn thế nào ấy anh em ạ, à? anh em có nghĩ giống tôi không? Trương Dịch mỉm cười nhắc nhở Lục Khả Nhiên, cô Lương Duyệt, cô ta là một người có tấm lòng chắc ẩn, rất yêu thương và bao bọc học trò của mình, nếu lời nói của anh không có tác dụng với cô ta, thì các em phải cố gắng lên nhé. Lục Khả Nhiên với vẻ mặt dạng người, liền mỉm cười lên tiếng, em đã hiểu ý của anh rồi, Trương Dịch, việc anh đang muốn chỉ là muốn em, cùng với Hân Hân, tẩy não của cô Lương Duyệt, đúng không?" Trương Dịch vừa lái xe, vừa thầm quay sang nhìn Khả Nhiên và giải thích, "So với những đứa trẻ kém may mắn ở thị trấn từ gia, em và Dương Hân Hân chắc chắn sẽ chiếm được nhiều cảm tình từ phía của Lương Duyệt hơn, nên làm thế nào để vừa lòng cô giáo và khiến cô yêu thương các em hơn, điều này chắc chắn sẽ không cần anh phải nói thêm nữa, phải không?" Lục Khả Nhiên sau khi được đả thông kinh mạch, cô nàng mỉm cười trả lời, "Vâng ạ." À. Chỉ sau một thời gian nói chuyện, Trương Dịch và Lục Khả Nhiên đã tới khu vực tòa nhà của nhà máy tập đoàn Hồng Quang. Nhưng vừa tới nơi này, Trương Dịch quan sát thấy phía trước xuất hiện rất nhiều ô tô, đỗ ở trước cửa nhà máy, điều này khiến Trương Dịch có chút tò mò ngạc nhiên. Trương Dịch liền lấy một chiếc ống nhòm từ trong không gian, sau đó đưa lên và quan sát về phía trước. Trương Dịch nhìn vào trong ống nhòm, xuất hiện hình ảnh của một số xe hơi rất đặc biệt. Chúng được lắp đặt thêm súng liên thanh ở trên nóc xe, dùng để chiến đấu. Quan sát những chiếc ô tô này, Trương Dịch thắc mắc liền hỏi: "Những thứ này khá là khác biệt, như thế này cũng có thể chạy được à?" lục khả nhiên ở phía bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt đam chiêu của trương dịch lo lắng liền quay sang hỏi anh ơi anh đã thấy thứ gì đó sao trương dịch không trả lời lục khả nhiên mà quay sang đưa cho cô nàng chiếc ống nhòm để cô nàng tự chứng kiến lục khả nhiên nhận ống nhòm từ tay trương dịch sau đó đưa lên mắt để quan sát có vẻ đây là lần đầu tiên khả nhiên sử dụng ống nhòm hình ảnh phóng to ở bên trong khiến cô nàng dựng lông trên lông dưới hét lên những thứ này là cái gì vậy sự thay đổi này là sao những thứ này lộn xộn và hỗn loạn đến mức gần như em như muốn móc đôi mắt của mình ra. Trương Dịch nhìn về những phương tiện phía trước mặt, giơ tay mở chiều không gian ra phía trước, chuẩn bị hành động và thầm suy nghĩ. Rốt cuộc, anh đã đánh giá sai hiệu quả hành động của những nhóm người này. Nhóm người này đã đi từ khu vực biên giới và thực hiện xâm chiếm về phía căn cứ Tây Sơn.